Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được trên 15 tỷ đồng, đạt 104,4% chỉ tiêu. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận Tổ quốc các cấp xây mới và bàn giao 109 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 8,5 tỷ đồng. Tiến hành sửa 7 căn nhà, hỗ trợ 21 người nghèo trị bệnh, trao 884 suất học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ con giống cho 23 hộ khó khăn, tặng quà và chăm lo khác cho hộ nghèo, tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp vận động chăm lo cho trẻ mồ côi, khuyết tật cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh, số tiền 365 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ chương trình xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tham mưu tỉnh ủy, trích quỹ vì người nghèo tỉnh, ủng hộ tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng để xây 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.